máy mới thì đây cho hướng dẫn mình nhé. Còn cái đồ đấy thì tí mình để sau. Máy mới thì ông mới nới lỏng cái này ra này, nới lỏng cái này ra nhé. Xong ông bạn là khởi động máy lên. Bởi vì máy cái của ông nó có cái dầm cái ấy này, thì mình máy với lại máy mới á thì là cái sàng nó trơn trơn, mình xả mới cái này ra nó lỏng ra, không xả nó đi một lượt đi, cho nó trơn cái sàng ấy đã. Xong rồi bắt đầu mình tí nữa mình quay lại mình sát lần hai ép. Còn lần sau nữa thì tí cho chỉnh để một cỡ lần sau để bật lên cái là xả. Nhưng mà lưu ý này, khi xả xuống thì xả mình phải nhìn cái lượng da này với lượng lúa xuống, lượng lúa ra nó phải tương tương nhau, chứ không mà xả nhiều quá xuống thì nó nghẹt đấy. Đó.
Thế là đã được chưa không? Có cần để
thấy là kỹ rồi, thao tác này quá đơn giản. Ở đây người ta mua nhiều rồi. À thế. Đấy, mịn lên được chưa? Cho bò thoải mái rồi nhỉ? Mịn nữa không? Bò thôi, mịn nữa là không kia rồi. Mịn nữa là chơi cái này vào. À, thay sàng đi. Ừ, rồi, cái này muốn nghiền ngô thì chơi cái sàng này. Nghiền vỡ cho gà này, sàng này nhé. Rồi, cái này nấu bò rồi. Ok, thế là bàn giao cho ông nhá. Thay thế sàng thì ông biết rồi đúng không? Thay cái này thì ông biết rồi đúng không? Thay cái bạn thay cái này ra, cái là bỏ cái ốp này ra là... Với lại là chỉnh cái bụi cái gió là đây này. Nhưng mà thường là họ sẽ đóng kín như này. Nếu là cái gió nó hút, cảm thấy nó gạo nó ra thì gạo ra theo đây thì hơi mở ra một tí. Gạo ra thì nó có hai trường hợp, đấy là một là thủng sàng, hai là cái gió nó khỏe quá. Tức là cái này là điều chỉnh cái gió. Vâng. Nếu như có mùi ra gạo thì điều chỉnh cái này. Không, nó ra đây rồi đấy. Ừ. Cái tấm cái ấy nó ra được nhiều ấy. Không... Hôm qua em sát thử cái máy bên nhà bà chị nhưng mà cũng có cái mùi trên này, cái da gạo đấy. Cái mùi này nãy thì gần như không ra, chẳng qua nãy trong nhấp cái này là nó theo cái này ra này. Còn không là nó hút lại đấy hết rồi. Nó hút lại ở quạt gió, nó hút lại hết. Nào rửa tay đấy không nhỉ?